Mình xuống đây bất ngờ như vậy, lỡ anh giận mình hơn thì sao? Mở mắt ra đi, anh Bún nó đi rồi. Thiệt không? Thiệt. Không còn sâu nữa không? Không còn nữa. Mở mắt ra đi, không sao đâu. Tìm cái gì vậy? Tìm sâu. Tìm đâu đó? Nó dưới chân em kìa. Trời đất ơi. Nó hết sâu rồi phải không ạ? Anh Bún nhân bên kia kìa. Vậy giờ anh đi câu cá tiếp đi. Vậy sao cậu? Câu em hả? Em xuống đây làm cái gì? Tại sao anh lảng tránh em? Không lẽ anh muốn mình kết thúc? Tụi mình khúc mắc nhiều chuyện, chứ đâu phải riêng chuyện này. Nhưng khúc mắc ở đâu thì mình gỡ ở đó. Em yêu anh, rồi từ từ mình thuyết phục má nha anh. Cũng vì anh tin em, cho nên về hỏi ý kiến bác hai cho rõ. Vậy anh đã hỏi được gì rồi? Có kịp hỏi gì đâu. Tính tối này hỏi, mà bây giờ gặp em rồi. Vậy bây giờ mình về hỏi bác hai tiếp đi. Khoan. Anh Thu cần câu về cái đã. Coi nè, nó là đi câu cá, nhưng đâu có mồi đâu. Nhưng buồn có biết sao vậy, ra ngồi câu thôi. Nhưng giờ hết buồn rồi, chỉ có em rồi. Mình về thôi. Cẩn thận. Gì vậy? Tại sao cô tới đây? Với một linh cảm của một người hâm mộ,
Em nhận ra là anh đang bị bí ý tưởng nên em quyết định tới đây để phò trợ cho anh nè. Vui không? Cô làm ơn, đừng có làm phiền tôi nữa. Cuộc đời tôi rối lắm rồi. Nhìn đi, cái mớ lộn này nè, cuộc đời tôi y chang vậy đó. Nếu mà rối loạn thì mình dọn thôi, đâu có gì đâu. Em sẽ giúp anh dọn dẹp. Em sẽ dọn lại giúp anh, dọn dẹp lại thôi, đâu có gì đâu. Cô dừng lại, cô làm mớ đừng làm phiền tôi nữa có được không? Hôm nay tôi không có thời gian chơi với cô đâu. Ai nói là em tới đây để chơi với anh? Em tới đây để giúp anh mà. Anh yên tâm đi, chỉ cần có em á thì cuộc đời của anh chắc chắn sẽ được gọn gàng sạch sẽ. Cô đừng làm phiền tôi nữa, cô đi về đi. Anh làm gì mà anh hung dữ dữ vậy? Em chỉ muốn đến đây để giúp anh thôi mà. Trời đất ơi, tôi nói cho cô biết, cuộc đời của tôi á bây giờ rối lắm rồi, giống như đang đứng trong một bóng tối vô hình vậy đó. Hôm nay, ngày mai và ngày kia, tôi thật sự tôi không biết phải đi đâu về đâu nữa. Cô làm ơn, đừng có theo tôi nữa. Cô theo tôi làm cái gì hả? Anh Nhi Long mà nè, cô đừng có thần tượng tôi nữa. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Cuộc đời tôi đáng thương lắm rồi, cô đừng làm phiền tôi nữa. Anh, hôm nay cô có biết tôi gặp chuyện gì ở tòa soạn không hả? Có một thế lực vô hình nào đó, họ bắt tôi dừng tất cả mọi chuyện lại, kể cả chuyện viết tiểu thuyết. Tòa soạn thì bị tạc sơn, nguyên cả tòa soạn bị người ta uy hiếp luôn. Bản thân tôi là một thằng nhà báo mà tôi không tìm ra sự thật, tôi có vô dụng không? Tôi có vô dụng không? Không 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 không. Anh không phải là một người vô dụng. Anh Duy Long chưa bao giờ là một người vô dụng hết. Anh là một người rất là giỏi, rất là tài năng nhất mà em từng biết. Anh đừng có như vậy nữa mà. Anh phải phấn chấn lên, phải vui vẻ lên thì mọi thứ mới có thể giải quyết được chứ. Em hứa với anh, em sẽ tìm được cái người bí ẩn nào đó đã tạc sơn và uy hiếp tòa soạn của anh. Nếu như mà em làm được cái điều đó thì anh phải hứa là nhận em vào làm trợ lý nhà văn đó nha. Anh hứa với em đi, em nhất định sẽ tìm giùm anh mà. Anh hứa rồi đó nha, coi như là anh hứa với em rồi đó. Em nhất định sẽ tìm được giúp anh. Phấn chấn lên nha anh, đừng có như vậy nữa. Hứa với em đó nha. Em quên cái giỏ. Em nhất định sẽ giúp anh. Anh hứa với em rồi đó nha, nhận em làm trợ lý nhà văn đó. Hứa rồi đó, hứa rồi đó nha, trợ lý nhà văn đó. Thôi chết. Chết tôi rồi. Sao tự dưng hồi nãy mình mạnh miệng dữ vậy trời? Mình biết cái tên nó là ai mà tìm. Long anh còn không biết nữa, làm sao mình biết được. Những người rộng lớn biết ở đâu mà tìm chứ. Đúng là khờ quá mà. Còn lẽ bây giờ đi vô chổng nói, em xin rút lại lời em nói vì nhục nhã quá. Tòa soạn, đúng rồi, chắc chắn cái tụi đó nó sẽ đến tòa soạn để mà uy hiếp anh Long cho tới khi nào ảnh ngưng cái tiểu thuyết thì thôi. Vậy là mình sẽ bắt đầu từ tòa soạn. Sao mà lâu dữ vậy nè trời. Chẳng lẽ tụi nó không quay lại thiệt hả ta? Bây giờ mọi người về hết rồi, mà theo mình nghĩ á, đáng lý ra nếu mà muốn hại người ta là tụi nó phải xuất hiện đúng cái lúc này nè. Mình không tin tụi nó không quay lại. Mình sẽ ngồi đợi, đợi tới sáng, ngủ ở đây luôn cũng được nữa. Chẳng lẽ mình phải ngủ ở đây tới sáng thì hả ta? Thank you.
là sau lưng tụi nó có người chủ mưu. Tụi bay lòng tốt lắm, trước mắt cứ như vậy đã. Ủa, mắt mình không nhìn nhầm chứ? Đó là ba mình mà. Tòa soạn nó biết sợ rồi, chắc chắn phải dừng lại thôi. Công nhận cách này cũng hiệu quả thật. Mà tòa soạn đó đúng là bày khó cho tụi em quá. Tụi nó toàn là dân ăn học, đụng tới tụi nó là tụi em mới ăn tâm đầu hơi lâu đó. Có khó như vậy thì mới nhờ tới tụi bay chứ. Chứ nếu dễ thì tao kêu giang hồ chợ cho rồi. Mà tụi em tò mò là nó đắc tội với ông vậy? Tòa soạn nó không có đắc tội với tao, chỉ có thằng Duy Long mới đắc tội với tao. Nó biết xấu về công ty ông sao? Mà công ty ông là công ty sức cộ gỗ lớn nhất miền Nam mà. Nếu giết thì giết tốt thì, chứ ai lại giết xấu bao giờ. Nó giết vì vợ của tao. Biết về bà thì lại càng vô lý. Bởi vì bà là người phụ nữ chính duy nhất mà em từng biết. Bà vừa đẹp lại giỏi giang, ở nhà chăm lo cho chồng con thì có liên quan gì? Nó sáng tác những tiểu thuyết ma mị, hòng mang lại sự hoang mang trong dân chúng. Vợ của tao cũng đã xỉu lên xỉu xuống biết bao nhiêu lần vì những thứ nhảm nhí đó. Tao không thể nào để cuốn tiểu thuyết đó ảnh hưởng tới sức khỏe của vợ tao. Cái gì gọi là ngồi miếu hoang khóc? Viết như vậy mà cũng được gọi là nhà văn sao? Thiệt, tao không tài nào hiểu nổi. Chà, ông chủ đúng là người thương vợ nhất Sài Gòn rồi đó. Sau vụ này em nghĩ cuốn tiểu thuyết đó không bao giờ được xuất bản đâu anh. Nếu mà nói là ba của mình á thì không hay cho lắm. Hổng chừng anh Long anh ghét mình luôn á. Không được, không được, không được. Thôi được rồi, tụi bây về đi. Khi nào cần tao sẽ gọi. Dạ. Vậy ha. Dạ, thương chủ em vậy. Thương chủ em vậy. Ba. Ủa Hân, sao con lại ở đây? Ba, con tới đây á là để hỏi chuyện giúp cho một người. Giúp cho một người? Vậy thì con đi tìm người con giúp đi. Sao con lại tới đây? Đương nhiên là con sẽ đi tìm người đó rồi. Nhưng mà trước khi tìm á, con phải làm cho xong chuyện này cái đã. Vậy thôi, con lo đi làm công việc của con đi nha. Bà đi đây. Khoan đã, chuyện này có liên quan tới ba á. Có liên quan tới ba? Để ba đoán coi nha. Chuyện của má con hay là chuyện công ty? Là chuyện liên quan đến cuốn tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết? Thôi được rồi, ba cho con 5 phút. Con nói nhanh đi, ba còn nhiều việc phải làm lắm. Dạ được. Vậy thì con sẽ hỏi thẳng, có phải ba cho người đến phá tòa soạn, hù dọa bắt ép anh Duy Long không được tiếp tục viết quyển tiểu thuyết đó nữa đúng không? Ba, ba trả lời con câu hỏi này đi rồi con sẽ đi. Ba à. Con còn nói nữa hả? Tất cả là tại con đó. Có một đứa con gái duy nhất à, vậy mà suốt ngày bám theo cái thằng nhà văn đó lông bông hết sức. Thậm chí bây giờ ra ngoài đường, người ta hỏi con là có phải con gái của ba không, ba cũng không dám nhận nữa. Thiệt tình luôn á. Chưa kể là cái việc điều tra của thằng nhà văn đó hết sức nguy hiểm. Ba nói thì con không chịu nghe, ba dạy thì con không chịu hiểu. Ba chỉ còn có cách cuối cùng, đó là dừng cuốn tiểu thuyết tào lao đó lại thôi. Nhưng mà ba, chỉ vì cái chuyện như vậy thôi á mà ba phá tòa soạn, phá chỗ làm ăn của người ta. Ba không thấy gì là quá đáng hả? Con không có đồng ý cách làm này. Hân à, ba làm tất cả mọi chuyện là vì tương lai của con đó, con hiểu không? Không có, ba đang phá tương lai của con thì có đó. Con nói rồi, con không có đồng ý ba làm cái chuyện này đâu. Ba dừng lại đi. Nếu mà ba không dừng á hả, thì con sẽ công tư phân minh, con sẽ đi nói với anh Duy Long á. Kìa, con thua ba. Hân,
Thiệt tình cái con nhỏ này. Nếu sự việc đã bại lộ như vậy mà cô ba kiên quyết, thì em nghĩ mình nên dừng lại. Tại cô ba tính tình còn trẻ con lắm, bây giờ cô ba chỉ biết cái tên nhà văn đó thôi à. Thứ nhất, công ty của mình á đang có mối quan hệ rất tốt với lại bên báo tin tức. Nếu mà để họ biết được á thì em nghĩ cũng không hay đâu. Thứ hai, mình mà đụng chạm tới cánh nhà báo đó em nghĩ cũng hơi mệt. Nhưng nếu như không dạy cho chúng bài học thì chúng lại tiếp tục đăng những tin tức tầm sàm. Mà cậu cũng biết tính của vợ tôi rồi, rất tin vào tâm linh. Khổ nổi cái con Hân á, lúc nào cũng hồn nhiên vô tư, mang về rồi đọc to lên, nó ảnh hưởng tâm lý của vợ tôi, cậu hiểu không? Nếu mà vấn đề về chị hai á thì không khó đâu. Mình chỉ đừng để Cố Tiểu Thuyết đó lọt vô nhà là xong thôi. Cậu nghĩ như vậy có ổn không? Em chắc chắn vì chị hai rất ít khi ra đường nên Cố Tiểu Thuyết đó sẽ rất khó tiếp xúc với chị hai. Và quan trọng, anh đừng để Cố Tiểu Thuyết đó lọt vào nhà. Nhưng con Hân nó biết rồi thì sao? Bởi vậy em khuyên anh á, mình nên dừng lại. Còn cô ba, vậy là mình vẫn đang thông báo là sẽ xuất bản phần 2 của Ngôi Miếu Quan Khóc trong tuần tới. Vậy có mạo hiểm quá không mấy anh? Ừ, đúng rồi. Hắn ta ở trong tối, còn mình ở ngoài sáng. Bây giờ hắn ta làm gì tiếp theo, làm sao mình biết được? Mạo hiểm cũng phải làm chứ sao giờ, đúng không? Chú, con có ý kiến gì nè. Mình kiếm một cái truyện dài khác, mình thế chỗ vô cái Ngôi Miếu Quan Khóc. Tại vì theo cái tình hình này là hắn ta chắc chắn sẽ còn làm nữa, mà còn làm tới nữa đó. Làm sao mà được? Tôi chưa chuẩn bị nội dung. Tại sao lúc nào mọi người cũng đưa cho tôi vào thế khó vậy hả? Mọi người bình tĩnh đi. Không phải là chúng ta đã có cái phương án dự phòng cho cái trường hợp này rồi sao? Bây giờ vậy nè, hai cái chuyện á cậu Long sửa cho cậu Nam á, thì bây giờ mình sẽ đăng cái đó để thế vô. Đúng rồi, cái đó đăng đi. Mà tôi không có lo cái chuyện này, tôi đang lo cái chuyện khác kìa. Chuyện gì nữa chú? Mọi người lo lắng hơi thừa rồi. Xin thông báo với mọi người một tin vui. Ngày hôm nay vẫn chạy tin quảng bá về việc ra mắt sách như thường lệ, không hề có chuyện gì xảy ra. Ủa sao chạy được? Làm sao mà làm được chuyện đó? Là em. Xin chào mọi người, xin chào. Chính em là người đã có công trong cái việc ngăn chặn cái tên hung thủ đe dọa tòa soạn của mình. Mọi người thấy em có giỏi không? Cho em chạy vỗ tay đi. Vỗ tay gì mà vỗ tay. Vậy đây có phải là cái cô độc giả mà hâm mộ Duy Long cuồng nhiệt nhất không? Chính xác. Anh đúng là một phóng viên rất là tinh mắt nha. Mà em bật mí cho mọi người nè, trong cái vụ này á không phải một mình em đâu, mà còn có thêm một người nữa. Ai vậy? Nè, chuyện này là sao? Người đó là ai hả? Chuyện này là... Sao? Việc ba con ngăn chặn báo chí viết bài á thì tất cả cũng vì con và mẹ con thôi. Chú đã khuyên ba con rồi, ba con hứa sẽ dừng lại, nhưng mà với một điều kiện là con không được đem những cuốn tiểu thuyết đó về nhà nghe chưa? Thiệt đó hả chú? Ừ. May quá, cuối cùng thì cũng có ngày này ông trời giúp mình rồi. Chú Phi, con cảm ơn chú nhiều lắm. Với lại chú nhớ gửi lời cảm ơn của con tới ba con luôn nha chú. Nếu mà nói là ba của mình á thì không hay cho lắm. Hổng chừng anh Long anh ghét mình luôn á. Không được. Thì hôm trước đó em hứa với anh là em sẽ tìm ra được thủ phạm đe dọa anh, nên là em mới chạy về nhà. Em nhờ ba của em, với thế lực bậc nhất cái Sài Gòn này, ba em đã tìm ra được cái kẻ tống tiền tòa soạn của mình. Hay quá. Vậy người đó là ai? Ở đâu? Đưa em gặp anh ta được không? Không, em đâu biết hắn ta là ai đâu. Thì theo lời ba em nói á, hắn ta chỉ là một tên côn đồ túng quẫn thiếu tiền quá, nên mới làm bậy tống tiền tòa soạn của mình để kiếm tiền. Vậy hắn ta ở đâu? Sao em biết? Mà ba em nói là ba em đe dọa hắn, rồi hắn biến mất khỏi cái đất Sài Gòn này luôn rồi. Vậy em có biết quê của hắn ta không? Cho anh gặp hắn ta được không? Trời ơi, Duy Long, sao anh dài quá vậy? Bỏ qua cái chuyện đó đi, cái chuyện đó nó không quan trọng. Chuyện bây giờ mới quan trọng hơn nè. Em tìm được thủ phạm rồi đó. Anh thực hiện lời hứa của mình đi. Lời hứa gì?
Nè, anh là nhà văn nổi tiếng mà định nuốt lời á hả? Hôm trước chính miệng anh nói với em là nếu như em tìm được thủ phạm gây rối đe dọa anh á, anh sẽ nhận em làm trợ lý nhà văn. Anh quên rồi hả? Có hứa không? Hứa thì nhận người ta đi nè. Ủa, bộ tôi có nói hả? Trời, có. Chính miệng anh nói luôn. Em còn hỏi là anh chắc không? Anh quả quyết, anh gật đầu như vậy nè. Vậy anh là quên chắc rồi hả? Nhận đi, dưới cái quyền lực của ba cổ là hỗ trợ tòa soạn mình nhiều lắm luôn đó. Đúng rồi, đúng rồi. Anh lỡ hứa rồi, anh làm đi anh. Tôi... À, anh đồng ý rồi đúng không? Anh im lặng như vậy có nghĩa là đồng ý rồi đó. Em cảm ơn anh. Kể từ nay á, em sẽ là trợ lý nhà văn. Vỗ tay. Vỗ tay gì mà vỗ tay. Muốn làm trợ lý của tôi á, thực hiện được nguyên tắc của tôi, hãy tính đi. Nguyên tắc thứ nhất, khi tôi đang viết phải tuyệt đối im lặng. Nguyên tắc thứ hai, khi dự án kết thúc, vai trò trợ lý của cô cũng kết thúc. Nguyên tắc thứ ba, không được nảy sinh tình cảm nam nữ. Gì kỳ quá vậy? Nguyên tắc thứ nhất với nguyên tắc thứ hai á, thôi tạm chấp nhận đi. Nhưng mà nguyên tắc thứ ba thì em không có hứa đâu nha. Vậy thôi, chào cô. Ê, khoan. Được rồi, được rồi, được rồi. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Em chấp nhận ba nguyên tắc của anh. Vậy từ nay em sẽ là trợ lý của anh. Mừng tòa soạn mình có thêm thành viên mới. Rất vui khi làm việc với mọi người. Xin chào. Rất vui, rất vui, rất vui. Giúp đỡ em nhiều nha, giúp đỡ em nhiều nha. Rất vui, xin chào. Rất vui, xin chào. Xin chào mọi người. Lần nữa về ngôi miếu ở Long Xuyên sẽ được tiết lộ rõ hơn về vết lõm trước chán của cha cậu. Cậu sắp xếp ngày giờ và gửi lại hộp thư số 13 như thường lệ. Chừng nào mà cậu chứng minh á, mẹ cậu không bỏ chồng theo trai, cha cậu không phải là ăn trộm, không phải bị người ta đánh chết, thì lúc đó tôi nghĩ lại. Khi tôi tìm được hung thủ ngày xưa và bắt hắn ta phải đền tội, thì bà sẽ không còn lý do gì để nói xấu cha tôi nữa. Trước khi về lại Long Xuyên, mình biết phải viết gì cho số báo tiếp theo. Với tựa đề Bí ẩn về chiếc sọ người đã được phát hành số đầu tiên với nhiều điều kỳ bí. Mời quý độc giả đón đọc số mới nhất của tờ báo tin tức. Kính mời, kính mời. Không ngoài dự đoán của tôi, truyện Ngôi Miếu Quan Khóc kỳ mới của tác giả Duy Long là number one trong lòng độc giả. Xin chúc mừng. Vỗ tay. Chúc mừng. Nâng ly lên nè. Chúc mừng. Nè 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 nè, khoan đã. Sao không ai nhắc hay nhớ gì em hết vậy? Cũng không ai cảm ơn gì em luôn vậy ta. Đâu có. Tất nhiên là chúng ta không thể nào mà quên được cái sự ủng hộ của độc giả trung thành nhất của nhà văn Duy Long, cũng như của tòa soạn tin tức của chúng ta, đúng không? Sai, 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 sai. Quá sai. Không phải là độc giả mà là trợ lý. Mọi người quên rồi hả? À, đúng rồi, trợ lý mới đúng. Trợ lý, trợ lý. Vậy thì xin chúc mừng trợ lý. 1, 2, 3. Vô. Quan trọng lắm. Bể rồi, bể hết trơn rồi. Bể thiệt sự rồi nay ơi. Có chuyện gì mày nói đại đi. Tao không có thời gian. Chuyện gì anh không có thời gian chứ. Chuyện này anh phải có thời gian.
Em nói xong anh không cho em ở đây thì em cũng về quê nè. Mày cứ nói lòng vòng hoài vậy, giờ nói không? Sáng nay nè, em ra đầu làng mua xị rượu, nghe mấy người đọc báo họ nói cái chuyện mà Ngô Miếu Quan Khóc á ra phần mới rồi. Tốt. Trời đất ơi, làm cái gì mày quảng hốt dữ vậy? Nào giờ nó vẫn phát hành mà, đâu phải mới hôm nay mới ra mắt đâu. Biết rằng là như vậy, nhưng cái vấn đề ở đây á là cái thằng nhạy văn đó nó viết về Ba Thành á bị đập một lõm ngay chỗ này nè. Nó y chang với là nó đó. Mày câm miệng lại. Nhớ nha, ở trong cái nhà này giữ mồm giữ miệng cho tao. Trời ơi, em giữ mồm giữ miệng em mới kéo anh ra đây nói chuyện đó. Chú ba. Ủa ba. Ba, chú ba. Cái gì con? Mệt quá. Cái chuyện Ngô Miếu Hoàng Khóc á, nó ra kỳ mới rồi nè. Ở trong kỳ mới á, còn có thêm một chi tiết nữa. Đó là một cái sọ bị lủ lỗ. Hấp dẫn ghê chưa? Càng ngày càng ly kỳ nha. Con đọc mà con không thể đoán ra được ai là hung thủ luôn á. Theo chú ba ai là hung thủ vậy? Sáng nay chú ba đi sớm, sương mù nó dày đặc quá, giống như chú ba bị trúng gió hay gì á. Chú ba về nha. Chị hai, chị đừng có coi cái lời nói của em có trọng lượng gì nghe. Chị cứ coi cái lời nói đó giống như gió thoảng mây bay đi nghe chị hai. Nè chú ba, để con đưa chú ra bến xe. Con đi nha ba. Chú ba. Con đi nha má. Mình à, ngoài này nắng nôi, mình ra đây chi vậy? Vô nhà nghỉ ngơi đi. Để anh kêu công tư pha sữa cho mình uống nha. Anh đừng có cố tình đánh trống lảng nữa. Lúc nãy em có nghe con Hân nói loang thoáng về chuyện của ngôi miếu. Có phải là có thêm chuyện gì nữa hay không? Mình suy nghĩ chi nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Hay là anh tính vậy, hai vợ chồng mình lên chùa đi. Trên đó không khí yên tĩnh, tốt cho sức khỏe của mình. Em cũng muốn lên chùa để cầu mong bình an cho gia đình. Thôi, mình vô nhà nghe. Má, muốn uống sữa đi má. Hình như là con gọi với bác bằng tiếng má hơi sớm rồi đó. Trước sau gì cũng gọi, gọi sớm cho nó quen. Biết rằng quen miệng rồi, nhưng mà bác thấy hình như con Quỳnh á, nó chưa có chịu con. Bác nói không chịu ai? Thì đó, một lần mà bác nhắc tới tên con là nó cứ lắc đầu hoài, làm bác rầu muốn chết luôn vậy đó. Quỳnh chỉ nói vậy thôi bác ơi, chứ thật ra trong lòng Quỳnh á, nó ưng con dữ lắm rồi. Ưng con dữ lắm rồi? Dạ, ưng con lắm. Trời ơi, lúc đi học trung học á, con nổi tiếng á, là đẹp trai nhất trường, học giỏi nhất trường, nhà giàu nhất trường. Quỳnh không ưng con thì ưng ai? Tại Quỳnh đang mắc cỡ nó vậy thôi. Không biết thằng này nó có quá tự tin hay không. Con Quỳnh nó ưng thì nó đâu có quen thằng Long làm gì. Bác uống sữa nha. Thôi, một chút nước bác uống ha. Bây giờ con lấy giùm bác miếng nước đi nha. Không thành vấn đề. Đây, nước đây. Mời má uống nước. Lại gọi bằng má nữa rồi. Trời ơi, bác ngại lắm. Từ từ đi con. Ngại gì mà ngại, trước sau gì cũng phải gọi mà. Ủa Quỳnh, em tới rồi hả? Má... Bác hồi sáng bây giờ ăn uống bình thường, vui vẻ, khỏe mạnh. Cảm ơn anh. Nhưng sau này anh không cần tới đây nữa. Má của tôi tự lo được. Má của em cũng giống như là má của anh vậy. Cái này anh tình nguyện mà. Đúng rồi đó con. Chẳng những á, thằng Sĩ nó tình nguyện, mà má, má cũng muốn chấp nhận nó rồi đó. Con thấy không, nó nhiệt tình nè, nó lo lắng cho má giống như là má ruột vậy đó. Cho nên má, má coi nó như là rể vậy đó. Má, má nói cái gì vậy? Thì má nói đúng rồi chứ gì nữa. Kể từ đây về sau, má chấp nhận á, thằng Sĩ là rể của má. Chứ còn cái thứ nhà văn nhà báo gì đó má không dám nhận đâu. Má.
Quên, quên. Con chạy theo nha má. Quên. Quên. Em đừng có đi được không? Anh chờ em cả buổi rồi đó. Anh đừng thấy má tôi nói với anh đôi ba câu thì anh cho là sự thật. Tôi với anh chỉ là bạn bè thông thường thôi. Còn người thương tôi có rồi. Anh đừng có mơ mộng nữa. Em mới là người đang mơ mộng hảo quyền đó. Em đang yêu một người nổi tiếng. Người ta là người của công chúng. Người ta có rất là nhiều người hâm mộ nữ trẻ đẹp như là em vậy đó. Thì làm sao mà người ta có thể sống chung tình với em được? Chỉ có em ngây thơ mới tin anh ta thôi. Thương hay không thương, xứng hay không xứng thì tự bản thân tôi biết. Còn anh đang đi quá giới hạn của mình đó. Tại sao anh đứng ở đây mà không phải là anh ta? Tại vì tình yêu của em và anh ta không đủ lớn. Nếu như tình yêu của em và anh ta đủ lớn thì anh không thể nào chen vào tình yêu này được. Nếu đã như vậy rồi, mắc mớ gì em phải đi yêu một người mà không dành tình cảm cho em nhiều. Cho dù anh ta có yêu em đi chăng nữa thì tình cảm đó cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Tại vì anh ta cần phải tập trung vào quá nhiều thứ, không phải là duy nhất một mình em như là anh. Em cho anh một cơ hội đi. Anh nói xong chưa? Bây giờ tới lượt tôi nè. Công việc trong cái nhà thương này á, là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Nếu như không có sự đồng ý của tôi á, thì anh đừng xen vào như sáng nay. Còn về cơ hội thì mãi mãi tôi không thể cho anh được. Nên anh đi về đi, đừng có tới đây nữa. Anh không về. Tại sao anh đứng ở đây mà không phải là anh ta? Tại vì tình yêu của em và anh ta không đủ lớn. Nếu như tình yêu của em và anh ta đủ lớn thì anh không thể nào chen vào tình yêu này được. Sĩ nói đúng. Nếu tình cảm của mình với anh Long đủ lớn thì Hân và Sĩ sẽ không chen chân vào được. Vậy vấn đề đang nằm ở đâu? Một, hai, ba. Ủa? Ê, hả? Sao vậy? Gì nữa? Ừ, cái ly của cô nè. Cái gì vậy? Nào chị uống ly của tôi đi. Chứ cái gì? Quà đó. Quà gì? Quà ra mắt trợ lý đâu. Ngày hôm nay á, em nhận chức trợ lý nhà văn. Thì đáng lý ra nhà văn phải có quà cho trợ lý đó. Nhà văn Vi Long à. Ờ, đúng không mọi người? Thấy nó sai sai á. Mới nghe lần đầu luôn á. Đúng không mọi người? À, đúng. Nhớ ra là có. Nhưng mà tôi đâu có chuẩn bị trước. Lấy đại cái gì đó kìa em. Còn không kìa mấy ảnh kìa tặng đi. Tôi khỏi. Tôi có chuẩn bị rồi. Vậy mà nói không chuẩn bị. Khó. Bình tĩnh. Nè, hôm bữa anh đi từ thiện, cậu nhóc nhỏ dễ thương lắm tặng cho anh. Anh tặng cho em á. Không lấy hả? Vậy thôi anh cất. Lấy. Cái gì cũng lấy hết trơn á. Có quà rồi, vậy thì giờ mình nâng ly. 1, 2, 3, vô. Hả? Quan quà vậy? Anh Di Long, em hiểu ý của anh rồi. Em hiểu lý do tại sao á là tặng cái cờ này cho em rồi. Ý của anh nói á là kể từ ngày hôm nay em với anh Di Long sẽ là cùng một đội đúng không? Chỉ cần á em thổi cái cờ này lên, bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào thì anh cũng sẽ xuất hiện đúng không? Anh đúng là một nhà văn tinh tế và sâu sắc với Di Long. Em hiểu ý của anh rồi. Ý anh là như vậy đúng không? Đúng không mọi người? Đúng rồi. Công nhận ý Di Long sâu sắc thiệt. Tinh tế quá. Hết cho phải mừng sự tinh tế chứ. 2, 3. Khoan. Thôi khoan hoài thôi, khỏi uống luôn. Tôi mỏi chân lắm rồi đó. Trời ơi. Đã là cùng một đội á thì phải thổi cò thì mới bắt đầu nhập tiền được chứ. Thổi đi. Rồi vô luôn đi. Thổi nữa hả? Cái gì nữa vậy? À, không. Mọi người cứ ăn uống tự nhiên đi. Em có đồng đội riêng của em rồi. Em thổi ở đâu là đồng đội em phải xuất hiện. Bây giờ em thổi thì đồng đội của em phải xuất hiện đó nha. Đi đi. Qua đi. Qua kia, bên này người ta uống vui rồi. Đi. Nè,
Làm gì vậy, đưa cho anh. Nè. Nè. Anh hứa với em rồi mà, mỗi lần em thổi cái còi này ở đâu là sẽ phải tới đó. Nhưng mà thật. Đứng lại. Đưa đây. Đưa đây cho anh. Không, em không có được. Em không thổi có được. Đầu lắm. Đưa đây cho. Này, anh hứa đã cho em rồi mà. Cho em nha, em thổi dứt đầu lắm. Nhưng mà anh không có được đòi lại. Anh hứa rồi mà. Đưa đây. Em hứa đi, thôi thổi đi. Được, 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 được. Em hứa không thổi nữa, không thổi nữa. Không thổi nha. Hứa, hứa. Em chỉ thổi khi thật sự cần thiết thôi. Đúng rồi. Đưa đây. Không, không, lần này em cần thiệt. Lần này em cần để vô nhập tiệc thiệt. Mình phải đi chung với nhau chứ. Đi. Thôi rồi, gặp rồi. Đi đây. Mọi người đi ra. Chưa bao giờ anh dành cho mình ánh mắt và nụ cười đó. Có khi nào đúng như lời anh Sĩ nói thật không? Không phải vì anh không yêu mình đủ nhiều, mà là giữa mình và anh đã có khoảng cách quá lớn. Sĩ ơi, Sĩ. Sĩ ơi. Sĩ. Lấy cho má miếng nước uống đi con. Nhưng mà cảm ơn con nha. Nhưng mà má ngủ quá trời. Ủa sao kỳ ta? Không có miếng nước nào mà sao có cục bông gòn đây vậy? Hả? Bông gòn gì? Sao trong nước? Ừ, có gì? Con cho má uống cái gì mà sao có bông gòn vậy con? Cho má đi ăn cái bông gòn, nước không uống. Không có nước mà bông gòn không à? Bông gòn là sao không biết vậy? Ê, kiếm gì vậy? Anh có thấy cái hộp bông gòn để đây không? Bông gòn để làm gì? Thì để sát khuẩn trước khi chích đó. Ủa? Đây nè. Tới giờ khám bệnh nhân rồi phải không? Người nhà bệnh nhân phải ra ngoài đúng không? À, con xin lỗi bác, con để quên. Ôi trời ơi trời. Trời ơi, nó cho tôi uống cái bông gòn sát khuẩn nè thằng quỷ. Ôi trời ơi. Quỳnh. Quỳnh. Ủa, em khóc hả? Chắc là cái thằng nhà văn đó nó làm gì em đúng không? Thằng này thiết tình, chết với anh à. Anh đừng trẻ con như vậy. Bây giờ tôi về rồi, tôi có thể tự chăm sóc má tôi. Sau này anh không cần tới đây chăm sóc má tôi nữa đâu. Anh muốn giúp em mà. Anh không có ngại gì hết á. Tôi ngại. Sĩ ơi, Sĩ. Dạ, dạ, con vô liền má ơi, má đợi con một xíu nha. Vô nha. Sĩ ơi. Dạ dạ dạ. Con má. Má khỏe hơn chưa má? Mày còn hỏi tao gì nữa hả? Mày đó nha. Mày con. Con. Má. Tất nhiên là má khỏe rồi. Nhờ có con đó mà má mới vậy đó. Má đừng nói vậy mà, con nguyện cả đời để chăm sóc cho má luôn. Má ơi, con lấy nước cho má uống nha. Cảm ơn con. Không có gì đâu. Má sao vậy má? Má ho hả? Ho nước đi má. Má có chừng đổ. Để con cất cái ly khác. Má không mới về. Con về rồi đó hả? Nhiều lúc má nghĩ không biết con phải là con của má không nữa. Suốt ngày ngoài đường lo cho người ta không à. Không chịu ở cạnh bên cái người má bệnh hoạn này. Má đừng nói như vậy, tội nghiệp con má. Má à, má đừng có trách Quỳnh, tội nghiệp Quỳnh. Có con ở đây con chăm sóc cho má mà má không vui sao? Vui chứ sao không vui con. Nếu không có con thì má đã chết vì chán rồi chứ không phải là chết vì bệnh nữa. Tự nhiên bữa nay má cảm thấy trong người của má không được khỏe, má muốn ăn bánh tây đúng không? Bánh tây hả má? Bánh tây con rành lắm, để con đi mua cho má nha. Thôi, má không thích ăn bánh tây bên ngoài đâu. Má thích ăn bánh tây ở chợ Sài Gòn á. Dạ được rồi, để con đi mua, con rành chợ Sài Gòn lắm. Sao anh biết chỗ mua được chứ? Để tôi đi cùng anh.
Vậy con đi với em đi ha. Dạ. Dạ. Thôi má con đi. Má nằm nghỉ nha má. Má biết rồi, cảm ơn con. Dạ. Má từ từ nằm xuống nha. Đi. Phải để hai đứa nó đi với nhau như vậy thì mới đúng chứ. Sao anh tốt với má mình quá. Quỳnh, em đang suy nghĩ gì vậy? Không có gì. Anh sĩ, anh có làm sao không? Em có sao không vậy? Em không sao. Chết rồi. Tay của anh bị chật rồi. Anh không sao, em có sao không? Không. Em không sao là được rồi. Ủa mà sao anh thấy trong mặt quá vậy? Anh sĩ, tỉnh lại đi. Ôi da, anh chưa có chết, em làm gì la vậy? Em dấn cái anh đau quá. Anh bị như vậy anh còn giỡn được nữa hả? Anh không có sao. Ai dạ, tôi đau thiệt á. Như cái tay anh bị chật thiệt rồi đó. Anh bị như vậy làm sao đi mua bánh cho má em được? Hả? Để anh nhờ người khác đi mua. Hả? Không sao đâu. Vậy em đưa anh về lại nhà thương nha, để kiểm tra coi tay anh có bị gì nghiêm trọng không. Em quan tâm anh hả? Đi thôi. Cái này có bị tâm mấy cái nữa cũng chịu nữa. Đau quá. Đau lắm. Vậy là câu chuyện ngôi miếu oan khóc là có thiệt đó hả? Thấy chưa, em đã ngờ ngợ từ rất lâu rồi. Nhất là mỗi lần thấy anh đi đến ngôi miếu, rồi thấy anh ở dưới Long Xuyên hỏi chuyện này chuyện nọ là em đã nghi ngờ rồi. Rõ ràng là câu chuyện này phải có liên quan tới anh hoặc là người thân thiết nào đó của anh, nên anh mới dành nhiều tâm sức như vậy, có đúng không? Thú thật với em á, câu chuyện này là người quen của anh. Ngoài việc đi tìm sự thật để mà viết tiểu thuyết thì anh tìm sự thật để mà minh oan cho người quen của mình. Nhưng mà hứa với anh nha, chuyện này đừng tiết lộ cho ai nha. Em hứa. Được giữ bí mật cho thần tượng của mình á là một vinh hạnh rất là lớn. Anh không hiểu cảm giác này đâu. Mong muốn của anh á là mong muốn của em. Em sẽ hỗ trợ anh hết mình. Nhưng mà thật sự đến tận bây giờ anh cũng không hiểu tại sao em phải đeo bám anh cực khổ như vậy. Anh không hiểu thiệt á hả? Không biết thiệt á hả? Thì tại em thích anh. Nói giỡn thôi. Thì em cũng có thích và ái mộ anh một phần. Nhưng mà quan trọng hơn hết đó là em ham vui nè. Em cũng có mong muốn tìm được sự thật nữa. Bởi vì em là luật sư mà, em rất muốn biết á ai là chủ mưu của câu chuyện này. Biết đâu mình có thể sẽ minh oan được cho người chết. Còn nếu không thì oan hồn của người ta sẽ bị oan ức và người ta sẽ không thể nào siêu thoát được, đúng không? Nhưng mà chuyện điều tra này nguy hiểm lắm. Với lại tính khí của anh cũng rất là thất thường. Tính anh thất thường thì em biết ngay từ ngày đầu tiên rồi anh nhà văn. Còn nguy hiểm thì em không sợ, tại vì lúc nào cũng đi bên cạnh anh hết đó. Nè, nếu mà em gặp nguy hiểm thì em sẽ gọi cho anh bằng cái này, anh nhớ không? Đang gặp nguy hiểm hả? Lúc đó mà anh không xuất hiện là có lỗi với em lắm đó, biết chưa? Rồi đó nha. Còn vụ
án của anh á thì em cũng đã nghiên cứu và phân tích rất kỹ rồi. Hiện tại đang xuất hiện một tên áo đen rất hay gửi thư cho anh, dẫn anh từ manh mối này đến manh mối khác, nhưng mà lại không ra mặt, lúc nào hẹn cũng chanh leo cây. Em thấy cái tên này có vẻ không đáng tin, và hình như là chắc chắn là hắn ta đang muốn xoay anh như một con rối vậy đó, đúng không? Giỏi, lập luận sắc bén. Chứ làm sao, người ta là luật sư mà anh quên rồi hả? Có trợ lý là luật sư là hên lắm rồi đó. Nè, có trợ lý nào mà xỉa đầu sếp anh vậy không? Thì tại vì trợ lý thông minh nên có quyền. Nè, quay lại với vụ án của anh, cái tên áo đen đó lúc nào cũng viết thư cho anh, dẫn dụ anh từ manh mối này sang manh mối khác, nhưng mà nó không thường xuyên, lúc có lúc không. Vậy theo anh thấy là bây giờ mọi chuyện đang bị bế tắc ở đâu? Theo tình tiết mới nhất của cuốn tiểu thuyết thì chúng ta có một cái hộp sọ bị lỏng, và tên áo đen đó cũng cho anh chủ động thời gian đi gặp, nhưng sau nhiều lần không có kết quả. Có khi nào người đó muốn trêu đùa anh không? Cũng có thể lắm. Mà em thấy nếu như mà anh đã đi theo cái tên người bí ẩn đó quá lâu như vậy mà vẫn không thu được gì á, thì anh nên dừng lại đi và quay trở về với manh mối ban đầu. Manh mối ban đầu? Ừ. Hiện tại á, anh đã thu thập được bao nhiêu manh mối và mọi thứ đang dừng lại ở chỗ nào? Sau khi gặp những nhân chứng ban đầu thì anh được đưa về nhà người có cái tên là Ba Hạp. Nghe nói là ông ta nắm giữ một số chứng cứ quan trọng và hình như là có liên quan gì đó. Cái gì? Ba Hạp hả? Không có. Em xin lỗi. Là cái tên nghe mất cười quá. Tên Ba Hạp. Ai đặt tên mất cười quá vậy? Người ta đặt tên là người ta mới đặt mấy cái tên gì dễ thương như chú ba em nè. Tên Ba Lành nghe dễ thương không? Tên Ba Hạp. Thôi, tên của người ta mà, nghiêm túc đi. Thì nè, đó nãy giờ em nói hết nước với anh rồi đó. Bây giờ anh nên quay về manh mối ban đầu là cái người đàn ông tên Ba Hạp đó đó. Cô phân tích cũng khá hợp lý. Lần này có lẽ mình nên nghe theo lời của cô ta, tự điều tra để tìm ra sự thật một lần nữa. Nếu như không thành công thì mới hồi đáp để tiếp tục theo chỉ dẫn của người bí ẩn. Mình cũng không thích việc bị xem như một con rối cho người khác điều khiển. Em có biết em là người duy nhất ủng hộ anh việc điều tra không? Đương nhiên là em biết rồi. Chính vì vậy em mới xin đi theo anh nè. Em đã nói ngay từ đầu rồi, cuộc đời của anh không thể nào tách ra khỏi em được. Ôi trời ơi, có sao không con? Thiệt, má ngại quá à. Vì má mà con... Ôi má đừng có khách sáo. Con nguyện cả cuộc đời này sẽ che chở cho má và em Quỳnh. Dạ, con mời má uống nước. Con làm má cảm động quá à. Nhưng mà con phải lành lặn thì con mới bảo vệ được cho mọi người chứ. Dạ. Dạ, không sao, chuyện nhỏ mà má. Thưa má. Con. Em. Tôi có mua thêm phần đồ ăn cho anh nè. Nhưng sáng giờ anh cũng chưa ăn gì. Đây là lần đầu tiên em mua đồ cho anh ăn đó. Em có biết là tình cảm nảy sinh theo những bữa ăn không? Anh đừng có xàm nha, tôi đuổi anh về đó. Em không cho anh nói, anh sẽ không dám nói nữa. Em bắt anh câm, anh cũng câm luôn. Miễn sao em thấy vui là được rồi. Miễn sao... Thôi đi. Có cháu ăn là... dạ. Có sao không con? Dạ dạ không sao. Để anh. Hãy giữ nguyên khoảnh khắc này nha con. Thấy hai đứa con á chăm sóc tình cảm với nhau như vậy, má mừng lắm con biết không? Con thấy không, có người đàn ông nào được như nó đâu, thấy không?
thương má vợ còn hơn là má ruột của mình. Rồi á, hy sinh thân mình để bảo vệ vợ như là nó vậy đó. Má, má có nói quá không? Trời ơi, quá cái gì mà quá con. Con, kể từ bây giờ má sẽ để cho con nhỏ bướng bỉnh này cho con chăm sóc đó. Con cảm ơn má. Cho dù mình có bướng bỉnh cỡ nào, con cũng chấp nhận hết á. Còn con nữa, nếu như con khó nói chuyện với cái thằng nhà văn đó đó, để má nói thẳng với nó luôn. Chuyện tình cảm là phải thẳng thắn, phải rõ ràng, để cho người ta đi tìm mối khác nữa chứ. Má! Linh quá ha. Dạ, con tới thăm chị. Cảm ơn, tôi không dám. Anh có thể nói chuyện với em một chút được không? Thôi má con đi. Ôi, con chạy theo liền, mau lên, chạy theo liền con. Ủa này nè, tay con đang đau mà. Trời, con không có đau gì hết á, con giả bộ thôi. Để cho Quỳnh lo cho con, mà bây giờ Quỳnh lo người khác rồi. Con phải chạy theo đây. Bộ nói chuyện với anh khó mở lời lắm hả? Sao phải cần má em nói dùm? Đúng. Em là sao nói chuyện được với anh khi bên cạnh anh đang có người khác hả? Em đừng có nói những chuyện không liên quan có được không? Anh có người con gái khác thì em có người con trai khác là chuyện bình thường thôi mà. Ai chả cần kiếm người thương cho mình. Anh hiểu rồi. Anh cứ nghĩ là mình mãi mê đuổi theo công việc và chạy theo vụ án nên mới có lỗi với em. Nhưng nó không phải như vậy đúng không? Anh có thật sự đam mê công việc không? Hay là anh đam mê người trong công việc hả? Anh với em mang tiếng yêu nhau, nhưng đã bao giờ chúng ta đi hẹn hò với nhau thật sự chưa? Anh mới là người coi lại bản thân mình, là trong trái tim anh có những ai trong đó. Anh Di Long, anh về rồi đó hả? Em đang sửa soạn quần áo cho anh để ngày mai đi công tác nè. Nó nghe nè, đồ của anh nó có mấy bộ cũ quá rồi, để bữa nay mua cái mới cho nha. Anh có thật sự đam mê công việc không? Hay là anh đam mê người trong công việc hả? Anh với em mang tiếng yêu nhau, nhưng đã bao giờ chúng ta đi hẹn hò với nhau thật sự chưa? Anh mới là người coi lại bản thân mình, là trong trái tim anh có những ai trong đó. Cô bỏ đây đi. Tôi nghĩ á, từ đây về sau tôi với cô nên dừng lại mức là cộng sự thôi. Cô đừng có xen cuộc sống đời tư tôi quá nhiều. Hôm nay anh sao vậy? Tự dưng cái lạnh lùng trở lại à? Thì đồ đạc của anh em soạn đến ngày mai anh đi công tác. Đó là nhiệm vụ của trợ lý phải làm mà. Rồi nãy đòi mua đồ cho tôi đó. Ai nói là em mua cho anh? Em mua giùm thôi chứ bộ. Còn nếu như mà anh thấy ngại á thì anh trả lại cho em. Còn nếu như mà không có tiền á thì cứ trả từ từ đó, chứ nào hết thì thôi. Có gì đâu. Không phải, ý tôi nói là giống như mấy cái chuyện này nè,
chỉ có là bồ hay bạn gái hoặc là người đầu ấp tay gối người ta mới làm thôi. Còn người bình thường vậy thì làm gì? Mà cũng lỗi tại tôi nữa. Tôi để cho cô xen cuộc đời sống của tôi quá nhiều rồi. Tự dưng em không quan tâm. Bỏ xuống. Ây da. Cô đi về đi. Rồi em. Cô đi về đi, tôi mệt rồi. Tự dưng à, thì anh mệt đó thì em biết anh mệt rồi. Anh mệt thì như phòng anh nghỉ đi, để lát em bưng nước cho anh uống. Cái gì? Nữa hả? Thì mệt thì phải uống nước chứ làm sao? Phải, tôi nói là có cô đây nè, là tôi mệt. Bây giờ cô về tôi khỏe liền à. Không chịu hiểu nữa. Được ở gần anh như vậy là cả một sự nỗ lực rất lớn của em đó. Cho nên có nói gì thì cũng như vậy thôi. Duy Long, chị bác sĩ đang giận nhau cái gì thì phải. Qua mắt cái gì mà đi khám mắt lại đi. Tướng tao sang trọng vậy mà mày nói tao ăn trộm. Ờ, không phải ăn trộm mà là ăn chật. Lần nào lên đây hả cũng ăn chật, rồi hả đem đồ về rồi xin tiền của ba nữa. Nè, mày vừa phải tao nghe mày. Trong cái nhà này á, là bà con dòng họ của tao nghe mày. Cô ba của mày á, là cháu gái của tao nghe. Bộ tao ăn hết của trong nhà này mày xót hay sao mà mày nói. Chú ba. Ê, cháu gái của chú ba. Chú lên thăm con nè. Con đủ nhỏ người làm mày đi con. Không có được đâu. Đúng không cô ba? Đúng rồi đó chú. Chị Tư á là mẹ con thích lắm, mà là thân tính của ba con nữa. Không có đuổi được. À, à không không. Được được. Đuổi được. Mà là đuổi chú á. Trời ơi. Vậy thì bây giờ tao quyết định cho mày làm việc lại á mày. Rồi vô trong bếp kiếm cái món nào mà ngon ngon mà tao thích á, nấu vô chào món ngon lành coi. Chú thích món nào vậy? Chú nói đi, để tôi né là tôi không nấu. Nhỏ này. Trời ơi, thôi đi. Hai người lần nào cũng vậy, gặp nhau như chó với mèo vậy đó. Mà nè chú ba, sao chú về quê lâu quá vậy? Làm con ở đây nhớ chú muốn chết luôn vậy đó. Chắc là hả con phải chuyển nhà về dưới ở với chú à. Cũng được. Nhưng mà bữa nay chú bắt chuyện rồi. Hả? Công chuyện? Ừ. Trời đất ơi, con có đang nằm mơ không vậy? Chú ba mà cũng có công chuyện nữa hả? Trời ơi con nghĩ sao vậy? Chú ba của con cũng có trăm công ngàn việc chứ bộ. Nè chú ba, nhắc đến công chuyện á con mới nhớ. À, con thông báo cho chú một tin rất là quan trọng. Là kể từ giờ phút này, con đã trở thành trợ lý của nhà văn. Mà là một nhà văn rất là nổi tiếng, chuyên viết chuyện tiểu thuyết, đặc biệt là câu chuyện Ngôi Miếu Oan Khóc đang nổi như cồn thời gian gần đây đó. Chú thấy con ngầu chưa? Con. Chú ba. Hả? Sao vợ chú bị gì vậy? Con đừng có nói với chú là con đi xuống lòng xi với cái thằng đó để điều tra về cái vụ cái miếu Oan Khóc đó nghe. Đúng rồi. Rồi bao giờ con đi? Thì bây giờ con đi luôn nè. Đó, con đi qua nhà anh Duy Long rồi anh chở con đi. Vậy cho chú đi theo nghe. Không. Đương nhiên là không rồi. Cho chú đi theo đi. Không.
con đã nói với chú rồi, đây là công việc của con rất là nghiêm túc. Lần này con rất nghiêm túc nên là yêu cầu chú không đi theo phá đám con. Nhớ đó, nhất định không được đi theo phá đám con. Con đi đây. Trời ơi, sao tự nhiên xuất hiện cái thằng nhóc đáng sợ như vậy? Nó nguy hiểm còn hơn thám tử chuyên nghiệp nữa. Cái thằng nhóc nhà dân này ngày càng biết nhiều về vụ án. Mình phải theo nó cho biết mới được. Anh Duy Long à! Duy Long! Cô làm cho cô thổi nhức đầu quá à. Đây, anh để em xách giùm cho. Anh Duy Long, để em dắt xe luôn cho. Thôi được rồi. Cái thằng ôn dịch này, nó dám hành hạ cháu gái mình. Con người ta lá ngọc cành vàng, tay yếu chân mềm, mà nó để tay xách nách mang vậy á. Bởi còn giận em chuyện chuyện đó hả? Tôi làm gì có tư cách giận người ta. Ê, em là trợ lý mà, cái này phải là nhiệm vụ của em. Anh có nghe câu là phận trợ lý 12 bến nước chưa? Chưa nghe. Cái thằng... Không được, mình ra đó nó phát hiện mình sao mà tức cái thằng này thiệt chứ. Làm gì mà giận dai dữ vậy không biết nữa. Vậy thôi mà cũng chưa hết nữa. Anh, hôm nay trời mát vậy á, mình đi xe máy chắc là sướng lắm nha. Anh chạy chậm chậm thôi để em còn tận hưởng cái sướng này nữa. Bây giờ có đi không? Hãy đứng đó làm bèm. Ồ, tuân lệnh sếp. Trời ơi, cái gì vậy anh? Nó phát hiện mình. Bây giờ sao ta? Chùn, đi lại. Đứng, đứng, ủa? Đứng lại làm gì? Chưa theo vợ con hả chú? Mắc mới gì theo dõi cậu? Tôi đi theo cháu gái tôi. Với tôi nghe nói phường nhà văn viết báo nói láo gì đó, sợ làm tổn hại đến cháu gái tôi, cho nên tôi đi theo, tôi bảo vệ. Được không? Ủa? Chú ba. Ủa? Trời đất ơi, chú đi theo dõi con á hả? Con đã nói với chú rồi, công việc lần này của con là một công việc rất là nghiêm túc, chứ không có giỡn được đâu. Chú có giỡn chơi đâu. Ủa, rồi ngồi con gì Long Xuyên bằng gì? Xe máy. Xe máy đâu? Với anh Di Long nè. Đi bằng xe đó hả? Trời ơi, mệt chứ, hao xăng lắm á. Không sao hết á, chuyện của con. Chú đi về quê trước đi. Lát nữa con với anh Di Long về tới quê ghé nhà chú chơi. Ghé nhà chú hả? Ờ. À, ghé nhà cũng đâu gặp chú. Chú mới lên thăm cha má con, cho nên là chú chưa có về dưới. Chú ở đây lâu lắm. Chú ba. Chú ở Long Xuyên á, chú có biết người nào tên là Ba Hảo không chú ba? Cái gì? Ba Hảo? Dạ. Ba Hảo lại. Chú ba, chú lớn lên từ nhỏ ở Long Xuyên, chú biết mà. Chú thử nhớ kỹ lại coi có ai tên là Ba Hạp không? Chú không biết ai tên Ba Hạp á, mà ai đặt cái tên gì đâu mà xấu quá kìa. Thôi, hai đứa tranh thủ đi về Long Xuyên đi nha. Chú về nhà cha má con. Chú đi nha. Ờ, bye bye chú. Rồi, chính. Ủa, tụi con đi đâu hả? Ủa, trời ơi, sao con đi đâu cũng gặp chú hết vậy? Hồi nãy chú nói với con là chú ở Sài Gòn chơi với ba má con vài hôm. Bây giờ chú lại xuất hiện ở đây. À, trùng hợp với ta. Ở chợ, chú thấy buồn quá, chú về quê.
Với lại ở trên đó qua lại gặp bà Năm á, mất công bà nói xin tình cảm. Ôi trời đất ơi. Chú Trúc, vậy sẵn chú về đây rồi nè, chú làm ơn theo con qua nhà ông bà Hạp nha. Chú nói giúp con một tiếng đi chú, dù gì người trong làng á dễ khai thác hơn. Chú mà không nhận lời á là con giận chú đó nha. Con Hân nó biết nhà mình rồi, không biết thằng này biết chưa thôi. Nó mà biết á thì chỉ có nước cắn lưỡi, phải hỏi dò nó mới được. Mà con biết nhà thằng cha đó không? Biết thì dẫn chú đi nha, chứ từ nhỏ tới lớn ở trong cái xóm đó chú không biết mặt cái thằng đó ra làm sao luôn á. Dạ con biết, hôm bữa bà gái có dẫn con qua, nhưng mà nhà không có ai hết á, nhìn trống trơn à, con cứ tưởng nhà quan không à. Thôi chết mày rồi Hạp ơi, nó biết nhà rồi, con nhỏ Hân cứ đi theo nên không thể trốn hay nói xạo nó được, phải nghĩ cách thôi. Đi giùm con đi chú ba. Đi chú ba. Đi. Dạ. Con dẫn đường chú đi. Dạ gần đây nè. Giờ mình xuống đi bộ ha. Đi. Để con dẫn vô. À. Đi không? Đưa cái này cho anh. Đưa cái vợ cho anh. Được không? Được. Rồi mình đi chú. Đi nhanh lên chú ba. Tôi chết rồi. Nó biết nhà mình. Lỡ mất thì làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Dạ đây, nhà ba Hạp nè chú. Ủa, này là nhà của chú ba em hả? Hả? Nhà này của chú. Ủa, vậy chú là... Chú là ba Lạnh. Ủa, nhưng mà dì gái dẫn con tới đây, nói đây là nhà của ba Hạp mà. Trời ơi, cái con nhỏ đó nó đi tứ xứ, nó có gì đây đâu mà nó biết. Nhà này ngày xưa là của bà Hạp, rồi nó bán lại cho chú, rồi nó giờ nó ở đâu cuối xóm á. Khoan, sao hồi sáng chú ba nói với con chú ba không biết cái người tên là ba Hạp mà? Vậy là sao? Thì lúc đó chú trả lời cho xong chuyện á, tại từ khi mà có cuốn tiểu thuyết gì đó rồi ai cũng hỏi chú hết trơn á, chú trả lời riết rồi chú mệt luôn á, cho nên chú trả lời cho xong chuyện. Chú hay quá à. Vậy chú ba, bây giờ chú có thể dẫn con tới nhà ba Hạp được không chú ba? Dạ chú ba. Được không chú ba? Cũng được, tại vì cậu là bạn của cháu gái tôi mà, cho nên tôi phải giúp thôi. Cảm ơn chú, nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì chú? Cậu phải quan tâm đến cháu gái của tôi nghe, chứ không thôi á là không xong với tôi đâu. Bây giờ á, cậu cho chú cháu tôi nói chuyện riêng chút xíu nha. Dạ. Đi con. Đi chậm chậm đó con té nè. Con ra đây chú nói chuyện với con chút coi. Trời ơi, con bị nó bỏ bùa mê thuốc lú vậy hả? Hả? Sao tối ngày đi theo nó điều tra ba cái vụ gì đâu không vậy? Chú ba nói như vậy á là chú ba không biết cảm giác thích một người như thế nào rồi. Thích một người á là mình sẽ không bao giờ tưởng tượng được là mình sẽ làm gì cho họ đâu. Trời ơi, con có bị ấm đầu không hả? Thằng đó có gì đặc biệt không mà con mê như điếu đổ vậy? Chú ba chưa có nghe câu thích một người á không phải là bởi vì người ta có gì đặc biệt, mà là người ta mang lại một cảm giác đặc biệt ở trong tim của mình. Ăn học cứ cố vô, bây giờ nói chuyện không ai hiểu gì hết trơn. Bây giờ nói tóm lại á, nó biểu cái gì là con làm theo cái đó đúng không? Rồi con kêu chú làm sao thì chú làm y vậy đúng không? Khổ cái thằng già này ghê. Khổ cái gì mà khổ? Con á bây giờ là trợ lý của nhà văn, mà chú ba á là chú của con, thì chú phải có nghĩa vụ và trách nhiệm hỗ trợ hết mình cho con. Vậy nha, sướng muốn chết mà khổ cái gì. Anh Y Long. Yeah.
Ủa sao không? Em đi được mà, đi tới sáng em đi cũng được nữa. Mà chú Ba, hồi nãy giờ mình đi á là giáp hết cái làng rồi đó. Rồi nhà người tên Ba Hạp ở đâu chú Ba? À tụi con ơi, bây giờ chú nhớ rồi. Ông Ba Hạp á, ông bỏ nhà đi lâu lắm rồi. Bây giờ mọi người đâu có biết mình liên lạc gì với ông đâu. Trời đất ơi, sao chú Ba không nói sớm? Con không biết đâu á. Nãy giờ bỏ công bỏ sức đi hết nguyên cái làng này rồi, chú làm sao coi được có thể làm. Thôi. Nhà ông ở đằng kia kìa. Chị khó điên chút nó đi. Đó, hai đứa lại đó trước đi. Cái nhà đó hả chú Ba? Ừ. Đi, mình đi anh. Đi. Dắt đại nó qua một căn nhà khác cho nó chán rồi nó tự bỏ về. Chứ không, cái con nhỏ này á, nó không chịu. Mà con gái cũng cứ gì cho ăn học tử tế, cho lại cứ lao đầu vô mấy cái vụ tào lao như vậy không biết. Trời đó, nhà ông Ba Hạp nè. Trời đất ơi. Ủa, cái này mà gọi là cái nhà hả? Con thấy giống cái nhà hoang vậy đó. Giống như lâu rồi người ta không ở. Trời ơi, ổng bị thần kinh cho nên ổng bỏ nhà ổng đi hoài à. Thậm chí ổng đi cả tháng trời á, ổng chưa chịu về nữa đó. Còn có lúc hả, ổng đi nửa năm trời luôn á. Hy vọng nó nản chí đi về luôn cho rồi. Nản chí đi. Nó nghe đợi lâu quá, bảo đảm nó sẽ nản chí. Đợi thì đợi. Phải đợi chứ. Dù gì á mình cũng cất công tới đây rồi, đúng không? Trời đất ơi, lại con nhỏ này phá đám nữa. Thằng này chưa trả lời nó đã kêu đợi rồi. Hy vọng thằng này sẽ nản đồ về. Phải, mình sẽ đợi. Ủa, chú Ba, cái ông đó, ông có quay lại đây không? Sao mà đợi cả buổi trời không thấy đâu hết vậy? Thì chú nói tụi con rồi, ông không có về đâu. Đứng đi đợi chi cho mất công. Chú nói hai đứa nghe, trong cái nhà này á, không có gì ngoài rắn với muỗi hết trơn. Cái gì vậy? Cái nhà này có rắn hả? Ừ, một hồi nó bò lên khên cho coi. Ôi ghê quá, nhà này có rắn quá kìa. Được rồi, bình tĩnh đi. Anh nghĩ mình không làm gì nó cũng không cắn mình đâu. Thiệt không? Thiệt. Anh thề đi. Anh thề. Ờ, anh thề em tin. Vậy thôi, đợi tiếp. Đợi nữa hả? Chú Ba người nói người đó bị thần kinh. Vậy liệu khi mình gặp lại, mình hỏi chuyện cũ, người ta có nhớ không? Thằng này thông minh. Không hổ danh là một nhà văn nha. Xứng đáng làm bạn trai của cháu gái chú. Thôi bây giờ nghe, Thưởng mình ăn mừng cái vụ này. Để chú đi kiếm cái gì đem về nhậu cái nha. Chú Ba, chú nói cái gì tầm bậy tầm bạ vậy? Con chỉ là trợ lý của ảnh thôi. Ảnh quản lý con. Trời ơi con ơi, con đọc tiểu thuyết nhiều mà con không có bị nhiễm chút xíu nào trong tiểu thuyết hết trơn à. Làm trợ lý, từ từ cái làm vợ của quản lý. Ở đây chờ chú chút nha, chú đi kiếm mồi khác đây. Nhưng nghĩ cái gì, trời tối rồi, bây giờ có tìm cái gì, có thấy gì đâu, hiểu không? Thôi giờ vậy, không về cũng được nha. Đứng đây đi, để chú kiếm cái gì về nhậu cái đã. Còn nhậu đâu? Ê, nè anh uống nhiều lắm rồi đó. Bọn hồi nãy nói con không uống đâu. Cháu rể của chú tủ lượng cũng mạnh dữ ha. Uống đi, chú sẽ gả cháu gái của chú cho con. Trời ơi chú Ba, chú nói chuyện gì kỳ cục vậy? Chú nói như vậy không sợ ảnh sợ người ta chạy mất giết rồi sao? Trời ơi,
chạy ra xa lấy đà chạy vô với mày. Tao rành chuyện đó quá mà. Ê con tới lượt chú, tới tu của chú. Đã quá mày. Tới tu của con nè. Chú Ba. Chú là người dân địa phương ở đây. À, vậy mà cái vụ án 30 năm về trước chú không biết là sao hả chú Ba? Tại vì căn cứ vào cái thời điểm xảy ra vụ án cho tới nay thì chú cũng trạc tuổi với người đó mà chú. Ủa đây con, tới tù của con này. Chú. Ừ? Chú chưa trả lời câu hỏi của con hả chú Ba? Lúc đó chú ngoan và hiền lắm. Ở nhà cô chú giống như là công chúa vậy đó. Cái lúc mà xảy ra vụ án đó đó, chú bị cấm cung, đâu có được ra khỏi nhà đâu. Cho nên chú đâu có biết cái chuyện đó. Đến khi mà chú biết sự việc đó đó thì nó đã qua lâu lắm rồi. Mà chú cũng biết sơ sơ à, có hơn gì bay đâu. Uống đi con, tôi tù của con á. Bây giờ con thấy đã chú Ba, con thấy ấm trong người đấy chú Ba. Ấm à, ấm uống nữa con. Chú Ba. Ừ. Đừng có ép anh uống, uống nhiều lắm rồi đó. Trời ơi, uống càng nhiều ngủ càng ngon. Nè con. Đừng hòng khai thác được gì từ ba lần này nghe. Tủ lượng của mày sao bằng được tao? Đảm bảo sáng mai mày sẽ bỏ cuộc tìm ba hả? Trời cái gì đâu con nè. Trời ơi mày xỉn rồi mày quán gà. Ai chọi gì mày? Không rõ ràng con thấy có người là chọi cái cục gì đâu con nè. Nó rớt luôn. À, trái dừa non nó rớt đầu mày á. Trái dừa non nhỏ xíu sao rớt được chú Ba? Trái dừa lớn rớt mày bể đầu mày chết sao? Trái dừa non nó bị úng cái cuốn á, nó rớt trên đầu mày. Không phải, rõ ràng con thấy là có chọi cái cục gì đâu con á. Giống như là tờ giấy vậy đó. Không có mà, mày kiếm đây đâu có đâu. Kỳ ta, rõ ràng là ui da, sao tự nhiên đau bụng quá ta? Chú Ba bị gì vậy? Sao bị đau bụng? Hay là cục giấy ngày hôm qua nó có vi trùng á, nó lây vô bụng mình ta? Cục giấy gì mà chú Ba bị sao? Có nặng lắm không? Không có. Ngày hôm qua chú đi cấy rồi tự nhiên sao giờ đau bụng quá. Chú Ba đau bụng hả? Ừ. Vậy thì mình về thôi, không cần phải qua nhà dì Trúc đâu. Đúng rồi. Thôi về tụi con ơi. Với lại á, bà Trúc này nè, bà nhiều chuyện lắm, bà nói 10 chuyện á tin chừng 2 chuyện thôi, thấy không? Thôi về con. Vậy đang ở nhà thương Sài Gòn,
chú qua cũng không gặp được gì đâu. Vậy hả? Với lại con cũng không hy vọng á, dì sẽ nói cho con những điều con cần biết đâu. Dì Trúc ghét con lắm. Mặt con mà dì còn không thèm nhìn mà. Nhưng dì cũng có chuyện biết, chuyện không à. Con qua nhà dì Trúc là con hy vọng sẽ gặp những người khác để cho con nhiều thông tin hơn. Chứ bây giờ mà đợi chú Ba Hạp về hỏi thì... Mà con ơi, mấy người ở dưới này nè, biết chuyện cũng không có hơn gì chú đâu. Cho nên đừng có đi làm chi, tốn thời gian, mệt công mệt sức nữa. Thôi dì, dì hai đứa, đi dì. Thôi, kể chú ba em đi, mình đi vô đi anh. Đi 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 đi. Trời ơi, hai cái đứa này, cái thằng đó nó muốn quay về rồi. Nhỏ cháu mình, thiệt tình thiệt chứ. Mà cũng phải chuồn thôi, chứ đi theo bị lộ. Ủa, anh, xe anh hai của em. Đi vô, đi vô, đi vô. Anh, chị bác sĩ chị cũng có ở nhà kìa. Em về đây rồi hả? Má em khỏe lại chưa? Má em khỏe rồi. Cảm ơn anh. Mà anh vẫn đi điều tra đó hả? Anh vẫn chưa tìm ra hung thủ. Bây giờ anh không biết phải làm sao. Vậy thì chúc anh may mắn. Cảm ơn em. Em, đồ của mẹ đủ hết rồi. Mình đi thôi. Nếu anh muốn hỏi thêm gì của người ở trong nhà, mình xin phép đi trước. Hỏi làm gì, có thêm thông tin gì đâu. Hỏi mất công đó. Còn em, gì nữa? Đi về nhà, rảnh rỗi quá ha, lo một cái chuyện bao đồng, đi theo cái thằng tàu lao. Anh vô duyên. Lên xe. Cậu chủ, cậu muốn ăn gì cậu nói tôi nấu, chứ cậu cất công vô biến chi cho mất công. Tôi nấu cháo không phải cho tôi ăn, mà tôi nấu cho má vợ tương lai của tôi ăn. Bà đang nằm viện. Trời ơi, cậu làm tôi bất ngờ quá à. Từ nhỏ giờ cậu có nấu món gì đâu. Bây giờ cậu nấu cháo cho người bệnh, có ăn được không đó? Ăn được không được kệ người ta, sao nhiều chuyện quá vậy? Người ta ăn bằng tấm lòng được chưa? Trời ơi, tôi... bày hay vậy, tấm lòng bày hay ăn được không? Đi lại khác, gõ cái gì đi không? Ê! Khó ăn thiệt chứ. Chắc bà già vợ mình á, bà nằm viện, bà đang bị bệnh. Chắc bà không biết đâu ha. Má ăn cháo đi má. Con. Ôi, cháo này là con nấu đó hả? Con nấu đó. Để nấu cái cháo này cho má, con phải tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng để nấu cho má đó. Trời ơi, thật vậy sao con? Má ăn thấy có ngon không?
Trong lịch sử nấu ăn chưa từng thấy ai nấu dở như nó luôn. Đã nấu dở rồi mà còn nhiệt tình nữa mới chết chứ. Sao má? Má có biết má là người hãnh diện và vinh dự lắm không? Vì má là người đầu tiên ăn cháo con nấu đó. Vậy hả con? Dạ. Cực cho con quá ha. Không có cực gì hết á. Mà con nghĩ là bây giờ con cũng nên tập nấu nướng là vừa. Thì sau này á, con với Quỳnh cưới nhau rồi á, thì khi mà Quỳnh đi trực đêm về á, con nấu nướng cho Quỳnh ăn. Má, má ăn đi cho nóng má. Ăn đi, má ăn đi. Con, má không ăn nóng được. Con để bên đó đi, chừng nào nguội má ăn nha. Với lại như thế này nè, nếu như con thật sự muốn nấu ăn và muốn trở thành đầu bếp để mà nấu cho ông Quỳnh mà sau khi mà con cưới nó đó, thì không nên con. Con nên thuê một cái đầu bếp để nấu riêng cho con đi nha. Con để bạn đi. Ý má là má chê con nấu dở hả? Không có. Con trăm công ngàn việc, con đâu có thời gian để mà nấu nướng đâu em con. Con nên thuê một đầu bếp chuyên nghiệp để người ta nấu cho mình ăn có phải sướng hơn không? Dạ. Nó dạy thì con phải nghe thôi. Nhưng mà má ơi. Sao con? Con thấy cái chuyện mà con và Quỳnh cưới nhau á, nó còn xa xăm quá. Vì bây giờ Quỳnh còn thương cái tên nhà văn đó. Con yên tâm đi, má nó nói không chịu là không chịu. Đứa nào á mà nó bén mảng á, nó đến nó cưới con Quỳnh á, là phải bước qua xác chết của má. Bây giờ con phải về công ty rồi, tại vì ba của con đi công tác nên có rất là nhiều việc con phải lo. Con Quỳnh, anh phải về công ty rồi. Em ở lại chăm sóc cho má giùm anh nha. Khi nào anh rảnh á, anh sẽ vô chăm sóc cho má. Con về cho má. Về cẩn thận nha con. Dạ, anh về nha. Nhiệt tình, ai vừa giỏi giang đẹp trai mà nhiệt tình hết sức vậy đó. Con lột cam cho má ăn nha má. Em về đây rồi hả? Má em khỏe lại chưa? Má em khỏe rồi. Cảm ơn anh. Ơi hát câu chung tình. Tiếng đàn cất lên câu nỉ non. Thương lòng tôi phận kiếp lòng đau. Quên. Nỗi lòng chẳng biết to cùng ai. Đứa nào nó lấy hết cả phần hồn của con vậy hả? Từ hồi á con về dưới Long Xuyên con lấy đồ lên tới bây giờ lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác vậy. Dạ không bình thường rồi má. Con đừng có giấu má nữa. Thằng Sĩ nó nói cho má nghe hết rồi. Có phải mày với thằng Long gặp nhau ở dưới đúng không? Dạ. Quay lại đây nghe má nói nè. Dạ. Nhìn thẳng vô mắt má. Má biết, má ngăn cản chuyện tình cảm con với thằng Long là không đúng. Nhất là bây giờ, má nhìn thấy con, người ở đây, mà tâm hồn để tận đâu đâu. Con có biết là má đau lòng lắm không? Chứ con cũng không biết làm sao nữa má. Lúc nào, má cũng là quan trọng nhất với con mà. Con có biết đừng má làm tất cả là vì con không? Má thương con. Má muốn con á về làm dâu nhà quyền quý, sung sướng, hạnh phúc. Nên má mới ép uổng con ra thằng Sĩ. Nhưng má biết là thằng Sĩ nó luôn một lòng một dạ với con. Nhưng mà bây giờ á, má thấy con buồn như vậy, má không có nỡ nữa. Vì tình cảm con người mà. Cái đầu với quả tim nó luôn đánh lộn với nhau.
Nên má suy nghĩ lại rồi, má sẽ về với Long Xuyên, kêu thằng Long tới ăn với nó một bữa cơm. Nếu như nó nể mặt má, nó đến thì má sẽ chấp nhận cho hai đứa đến với nhau. Thiệt vậy hả má? Thiệt. Nhưng mà má đang bệnh mà má. Cô con là bác sĩ thì má còn lo cái gì nữa chứ. Và lại về dưới không khí nó mát mẻ, má sẽ mau khỏi bệnh hơn. Anh, vậy khi nào má khỏe hơn thì con làm giấy xuất viện cho má nha má. Nhưng con nhớ, đây là lần cuối cùng má cho hai đứa một cơ hội. Má phải xem xét lại thái độ của nó rồi má mới quyết định. Dạ, con cảm ơn má. Con cảm ơn má. Tiếng lòng tôi đàn ơi hát câu chung tình. Tiếng đàn em vợ tôi ở đây có gì không? Câu nỉ non thương lòng tôi vẫn. Nếu như má đồng ý chuyện của hai đứa mình thì anh có sẵn sàng cùng em quay lại. Mai em không ưa anh. Ngay lần gặp mặt đầu tiên, đối với má em, anh là con của kẻ trộm cắp, bị đánh đập và chết mất đầu. Còn má của anh là một người đàn bà lăng loạn, bỏ nhà theo trai, đến bây giờ vẫn vậy. Bây giờ em nói như vậy, liệu em có đang lừa gạt anh không? Không, không, không có đâu. Má em bỏ qua hết tất cả rồi. Má em thấy em buồn chuyện của hai đứa mình nhiều quá nên má cũng không có nỡ. Má nói em hẹn anh ngày mai sang nhà ăn cơm, bữa cơm thân mật. Em nghĩ là bữa cơm chấp nhận chuyện của hai đứa mình đó. Thật ra chuyện này đối với anh nó đột ngột quá. Bây giờ em nói má em đồng ý cho hai đứa mình, anh tạm thời anh chưa tin được. Vậy thì ngày mai anh qua đi, chắc chắn anh sẽ tin. Anh nhớ tới nha. Mà bây giờ em phải về nhà cho má uống thuốc rồi. Em nhớ tới nha. Suy nghĩ cái chuyện khó khăn vậy á, chắc là liên quan tới phụ nữ nè, đúng không? Sao chú biết? Trời, chú từng tuổi này rồi, chuyện gì chú không biết mày. Con đang suy nghĩ cho nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết sắp ra.
mà tới đoạn bí quá, không biết viết tiếp như thế nào. Chú thấy dù cho nhân vật ở ngoài đời hay là trong tiểu thuyết gì á, cũng phải thuận theo tự nhiên thôi con. Khi mình đối diện với nó rồi, mình mới biết lòng mình như thế nào. Cũng giống như chú đang đối diện với... Dạ. À, uống nước à, uống nước. Bởi vậy người ta nói nuôi con gái đi, nuôi con gái cho lớn đi, cũng là con gái của người ta thôi à. Bây giờ đó tâm trí để đâu đâu không à, đâu có còn ở chỗ má nó nữa. Má này, nó cứ ghẹo con hoài à. Đổ công sức để làm cái mâm cơm này đãi bạn trai đúng không? Hôm qua con nói nó chưa? Dạ con nói anh rồi, chắc chắn anh sẽ tới mà má. Anh được mời tới, còn em? Em có chuyện gia đình. Ê, sẵn anh tới rồi á thì hai anh em mình vô trong luôn đi, có gì điều tra vụ án luôn. Đi, đi, đi. Đó, con thấy chưa? Tay trong tay. Dạ, con chào dì. Con thấy chưa, má có nói quan cho ai đâu. Hôm nay má cất công từ nhà thương về tới đây, má bỏ qua hết tất cả để dung đắp cho hai đứa. Rồi bây giờ con thấy không, nó tay trong tay với người con gái khác, đẹp mặt con chưa? Con cái gì? Chính vì con như vậy đó nên con mới bị người ta lừa dối con đó. Còn cậu nữa, tôi đã cố tình bỏ qua hết tất cả để hàn gắn cho cậu với con gái tôi quay trở lại. Nhưng xem ra tôi làm cái chuyện đó vô ích rồi. Cậu chẳng những có quá khứ không tốt mà cậu còn lăng nhăng nữa. Gì? Tôi nói sai hả? Chính vì cái quá khứ không tốt của cậu cho nên cậu lăng nhăng hết người này cho tới người khác. Cậu y chang như má của cậu vậy đó. Bởi vậy người ta nói dòng nào giống nấy. Dì. Nè, dì ơi, mặc dù nãy giờ con nghe con không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở gia đình mình hết á, nhưng mà con muốn nói giữa con với anh Long á là hoàn toàn trong sáng. Con có thể chắc chắn anh Long không làm điều gì sai hết, nhưng mà riêng dì á thì con thấy dì sai từ đầu tới cuối rồi đó. Mà sao dì ăn nói gì kỳ quá vậy, còn đụng đến mẹ của người ta nữa. Đó, con thấy chưa, chẳng những nó dắt bạn gái nó tới đây mà nó để cho bạn gái nó mạt sát má nữa kìa. Dạ thưa dì, thứ nhất con không phải là bạn gái của anh Long. Thứ hai, con không hề có định mạt sát ai hết. Vì nói như vậy á là đang vu khống đó. Con chỉ nói là sự thật thôi. Nè, cái cô kia. Không có được hổn. Em biết cái gì đâu mà nói. Em lo chuyện của em kìa. Chuyện gì của em? Con gái còn lứa, bỏ nhà đi mấy ngày không chịu về. Xuống đây cặp bồ cặp bịch hẹn hò với tên nhà văn Duy Long này. Bộ em tưởng chuyện yêu đương của em anh không biết hả? Anh nói gì vậy? Không. Em tâm sự với chị Tư đó, chị Tư kể là anh thôi. Còn bài đặt dán hình Duy Long ở trong phòng nữa chứ. Sao vậy? Hôm trước ở nhà. Với những cách mạt hạng như cậu á thì cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và con gái tôi nữa. Dạ thưa chị, lúc mới gặp con không biết con làm chuyện gì mà dì luôn mạt sát con. Cho dù mọi chuyện như thế nào, nhưng con xin thề với lòng, con chưa bao giờ làm gì có lỗi đạo. Còn hôm nay con không biết là dì mời con xuống đây dùng bữa là có ý gì. Có đúng giống như là Quỳnh nói, là dì muốn hàn gắn cho tụi con, nhưng con không bao giờ tin. Nè, con nói không tin là ý gì? Đó, con thấy chưa, một người có quá khứ không mấy gì tốt đẹp thì cái suy nghĩ của nó cũng không tốt đẹp gì cho lắm. Cậu, đây là lần cuối cùng.
tôi yêu cầu cậu đừng bao giờ bén mảng đến gia đình của tôi, và đặc biệt đừng xuất hiện trước mặt con gái của tôi nữa. Đó, em cũng nhìn thấy rồi đó. Trong cái chuyện này đâu phải mình anh cố gắng là được. Sẵn tiện có mặt tất cả mọi người ở đây, hôm nay tôi xin trân trọng thông báo tôi với Quỳnh sẽ chia tay. Từ đây về sau tôi với em không liên quan gì tới nhau nữa. Chào tất cả mọi người. Anh Long, anh Long, anh Long đợi em. Quỳnh, 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 Quỳnh. Còn hỏi nữa ha, ba má về không thấy em đâu, ba má giận lắm kìa. Hay quá ha, con gái con lứa đi Long Xuyên với một người đàn ông không quen biết, còn nói dối là đi Đà Lạt nữa. Ủa, cái chuyện đó em cũng chỉ là bắt chước anh thôi mà. Tao thông báo mày biết, còn cái chuyện này nó bất ngờ hơn nữa nè. Bất ngờ hơn hả? Ba má đang ở nhà Quỳnh nói chuyện hai gia đình, biết em đang ở đây kia qua gặp ba má gấp kìa. Bây giờ luôn á hả? Ừ, đi bây giờ luôn. À, mà bất ngờ quá. Đi thì đi, đi, đi. À, nhưng mà khoan, em cứ đi trước đi. Anh còn phải đi mua đồ cho ba má nữa. Đi trước đi, đi trước đi. Nè. Gì? Thì ra anh chính là người bày ra toàn bộ cái âm mưu này để gạt em tới đây đúng không? Anh... Mình có thể nói chuyện với nhau một chút được không? Mình không còn gì nói với nhau nữa. Tất cả đã kết thúc rồi. Em không cần phải miễn cưỡng nữa đâu. Anh có bao giờ yêu em không? Tới giờ phút này em còn hỏi anh câu đó nữa. Con nha, con quá là thông minh luôn nha. Phải công nhận cái kế của con á hay thiệt. Con rể tương lai của má mà. Má, con có cái kế này nè. Con có cái kế này để con đến với Quỳnh rất là nhanh chóng, mà không cần ai phải bước qua sát của má hết. Kế gì vậy con? Chứ má thấy con Quỳnh á, má cũng đủ mệt lắm rồi. Ai, cái gì đâu mà nói với thằng nhà Văn vợ vợ ương ương. Hình như má thấy nó yêu thằng nhà Văn hơn là thằng nhà Văn thương nó. Đó, đúng rồi. Má này, con nói nhỏ má nghe. Má cứ làm theo cái kế của con đi nha. Đây là một đòn làm cho cả hai dứt khoát với nhau một lượt. Người ta gọi đây là nhất tiễn song điêu. À, nhưng mà sau lần này á, con phải đi một đoạn đường thật là dài thì mới chạm tới trái tim của con Quỳnh. Má chỉ giúp con tới đây thôi đó, nghe chưa? Dạ, con cảm ơn má. Anh Nghi Long, em biết là chuyện tình cảm của anh đang rất là buồn, nhưng mà anh đừng có gì như vậy mà xa lánh mọi người rồi lủi thủi một mình nha anh. Chứ bây giờ em nói đi, anh phải làm sao?
Em là trợ lý của anh mà, tư vấn cho anh được. Chuyện gì em cũng có thể tư vấn giúp anh được hết á. Nhưng mà nói thiệt, riêng cái chuyện tình cảm này thì em không biết phải nói làm sao hết. Em không có kinh nghiệm. Nhưng mà anh Duy Long, em biết á, là thời gian sẽ chữa lành tất cả mọi vết thương, rồi từ từ nó cũng sẽ nguôi ngoai thôi. Thứ anh cần bây giờ là thời gian. Anh Duy Long à, có gì thì anh hãy suy nghĩ thật kỹ càng trước khi quyết định. Đừng để sau này mình phải hối tiếc nha anh. Càng nghĩ anh cảm thấy càng bế tắc. Mọi chuyện thì không như ý, còn chuyện tình cảm thì muốn tình cảm như ý thì phải nhìn thấy tình cảm của mình chứ. Cứ đi nhìn ở đâu sao mà thấy được. Anh Huy Long, anh suy nghĩ cho cẩn trọng. Đừng vì những lời đồn ác ý bên ngoài không kiểm chứng đúng sự thật mà làm tổn thương người anh yêu. Anh không muốn. Thật sự là anh không muốn. Nhưng bao nhiêu lần rồi, những lúc anh với Quỳnh xảy ra chuyện, thì có bao giờ cô hiểu và thông cảm cho anh đâu. Anh biết là em muốn tốt cho anh và Quỳnh, nhưng trong chuyện tình cảm thì phải có sự đồng điệu và chia sẻ. Nhưng anh không thấy điều đó ở Quỳnh. Liệu một mình anh cố gắng thì có được không em? Anh à, em phải làm gì cho anh? Anh nói đi. Là bất kỳ điều gì anh mong muốn, em đều có thể giúp anh, miễn không phải nhìn thấy anh như vậy. Trong chuyện này em không rút được đâu. Em về đi. Anh muốn ở một mình, em không giúp anh được đâu. À, anh Duy Long, anh hứa với em nha, đừng làm chuyện gì dại dột hết nha anh Duy Long nha. Ông cầm tiền của tôi, vậy mà cứ để chuyện ngôi miếu quan khóc xuất bản đều đều là sao? Ông coi thường tôi à? Hay là ông nghĩ tôi không dám làm gì tòa soạn của ông à? Dạ không có ông Lâm ơi, thật ra thì thật sự tòa soạn nó cũng bị áp lực nhiều cái lắm. Cái chuyện ngôi miếu quan khóc một hai kỳ nữa nó ngưng liền. Dạ nó ngưng luôn à. Dạ nhắm không làm được thì tìm cách hoàn lại số tiền đó cho tôi, rõ chưa? Dạ thì cái số tiền đó thì tôi cũng có xài chút chút rồi, cho nên là mong ông Lâm thông cảm cho tôi. Thời gian tôi xoay sở rồi tôi gửi lại ngay. Dạ. Tôi nói cho anh biết. Dạ. Vì mối thâm tình giữa công ty Hải Lâm và tòa soạn, tôi sẽ không làm tới cùng. Vì nghĩ là anh còn nhiều vấn đề khác. Dạ. Nhưng mà nên nhớ, tiền của tôi không dễ dàng nuốt trôi như vậy đâu. Dạ. Nhắm không làm được thì ối ra, rõ chưa? Dạ xin ông Lâm cho tụi tôi thư thư chút xíu rồi tôi gửi lại đi nha. Liễu Hùng. Dạ. Cha, hôm nay con đến đây thắp nhang cho cha, là con có chào tạm biệt cha. Con sẽ về lại Sài Gòn, nhưng con hứa với cha, con sẽ tìm ra hung thủ để trả lại sự trong sạch cho cha.
cha linh thiêng phù hộ cho con đi cha. Anh Long, anh xong chưa? Tụi mình đi, ông ngoại mũi chút em quá. Đường đường là một tiểu thư mà theo anh cực khổ vậy có đáng không? Mệt anh quá. Đáng hay không thì tự bản thân em biết là được rồi. Mà nè, sao mà chưa có điều tra được cái gì hết mà anh lại quyết định về Sài Gòn rồi? Mọi chuyện cứ tưởng là được tháo gỡ mà hình như nó đi vào ngõ cụt. Có ai đó cố tình che giấu điều gì, cứ dẫn anh đi vòng vòng. Cho nên anh quyết định sẽ dừng lại để suy xét. Lý do cũng hợp lý đó. Nhưng mà anh nói vòng vòng, sao không nói thẳng ra là lý do chính á? Là do anh thất tình đi. Thì chuyện của anh với Quỳnh, đường nào nó cũng dẫn tới đó. Miễn cưỡng chi. Mà thôi, đi về. Nè, đợi em với. Anh Long, vì tình hình sức khỏe nên nhà văn Di Lâm tuyên bố ngừng viết tiểu thuyết Ngôi Miếu Oan Khóc tại đây. Nhà văn Di Lâm cũng gửi lời xin lỗi đến các độc giả yêu mến chuyện này. Hẹn gặp các độc giả ở cuốn tiểu thuyết khác của Di Lâm. Anh thấy dạo này sắc mặt của em tươi tắn hơn rất nhiều. Cũng nhờ có anh lúc nào cũng ở bên cạnh em mà. Em cũng thấy an tâm nhiều hơn. Em ăn ngon miệng hơn nữa. Nhưng mà anh đi với em vậy hoài, công ty ai lo? Em yên tâm, anh điều hành công ty từ xa qua cậu Phi mà. Em sao vậy? Sao lại thở dài? Có điều gì lại băn khoăn nữa à? Tự nhiên em thấy lo cho con Hân quá. Đêm hôm qua em nằm mơ thấy con gặp nạn. Em lo lắng quá rồi đó. Đành rằng mấy đứa con của mình, tụi nó không nghiêm túc trong công việc giống như con của người ta, còn ham chơi lắm. Nhưng mà đứa nào đứa nấy cũng tới tuổi trưởng thành hết rồi. Em nghĩ coi, em có thể lo cho tụi nó suốt cả cuộc đời của tụi nó hay sao? Thôi, cũng trễ rồi. Anh đưa em vào nghỉ ngơi nghe. Ở ngoài này nhiều sương lắm. Không bày ra cái trò bắt cóc rồi chói mình cứ ngắt ở đây để ép anh Di Long viết tiếp, không biết có hiệu quả không nữa. Nhưng mà ở đây ban đêm công nhận đáng sợ thiệt á. Sao mà lạnh dữ vậy nè, thấy ghê quá nè. Có ai ở
Ông Báo Điền, ông có ở đó không vậy? Cái tên nó đen kia, sao ông nói là lúc nào ông cũng ở sau lưng tôi hết mà? Bây giờ sau lưng tôi là gốc cây chứ tôi có thấy ông đâu. Sao ông để tôi ở đây mình, lỡ tôi có chuyện gì thiệt rồi sao? Nè, là ông đúng không vậy? Ông ở đó đúng không? Sao ông lên tiếng mà làm cái trò gì vậy? Ông bị cấm hả? Nó chết rồi. Mình đọc báo mình nghe nói là ở đây càng về đêm á là sẽ có những cái âm thanh lạ, rồi còn có những cái hiện tượng lạ nữa. Không lẽ không có ai ở đây thiệt hết mà hồi nãy chẳng lẽ có ma thiệt hả trời? Không được, được không được. Về đừng lại. Nè, tôi biết là ông ở đó mà, sao nãy giờ ông lên tiếng mà làm cái trò gì vậy? Cô nghĩ là cô có thể về được tới nhà sao? Cô cò cò như vậy nửa đường là xỉu chết rồi. Tôi mặc kệ, tôi thà cò cò chết còn hơn ở đây bị sợ tới chết. Tôi không làm theo lời ông nói nữa. Đứng lại. Cô phải thực hiện theo đúng kế hoạch của tôi, nếu không tôi sẽ hại chết thằng Long đó. Nè 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 nè, tôi làm theo lời ông nói, ông đừng có đụng gì tới anh Duy Long hết nha. Lùi lại, nhanh, từ từ, ngồi xuống, nghe cho kỹ, chắc chắn thằng Long sẽ tới cứu cô. Khi nó tới, cô phải làm cho hết sức nghiêm trọng. Lúc đó cô sẽ nói với nó là lần bắt cóc này chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu nó không viết tiếp câu chuyện ngôi miếu quan khóc, lần sau không phải là bắt cóc đâu, mà là thủ tiêu. Ê, đừng nha, đừng nha. Có gì thì thủ tiêu tôi chứ đừng có thủ tiêu ảnh nghe không? Tất nhiên là thủ tiêu cô rồi. Thủ tiêu nó thì ai giết tiếp? Đồ ngu. Anh Duy Long, anh nhất định phải tới đó nha. Mình để ở đây, nhất định anh Long anh sẽ thấy. Và một khi anh thấy thì anh sẽ đi cứu mình. Lúc đó mình sẽ có một màn mỹ nhân cứu anh hùng thiệt là xuất sắc. Mà không tới là em tiêu thiệt luôn. Si tình mù quáng. Đừng tưởng là tao thua mày, tao vẫn còn tuyệt chiêu cuối.
quá. Tiếp tục ngủ đi cô gái. Chúc ngủ ngon. Thằng kia, đứng lại, đứng lại. Chậm, cẩn thận. Đứng lại, đứng lại cho tôi. Đứng lại, chạy hả? Đứng lại. Thì ra là cậu hả Nam? Là tôi. Tại sao cậu đối xử với tôi như vậy? Hả? Nếu mà cậu biết là tôi rồi thì tôi không giấu nữa. Tôi muốn có một số tiền lớn để tự xuất bản tiểu thuyết cho mình. Có một người bí ẩn hứa là sẽ cho tôi số tiền lớn với điều kiện là giả làm ông ấy. Người bí ẩn? Cậu biết bằng ông ta không? Chỉ gặp ông ấy đúng một lần, nhưng mà lần đó ông ấy cũng bịt mặt giống như tôi. Ai vậy? Ăn cướp! Ăn cướp! Mấy người ta ăn cướp! Ăn cướp! Tôi cũng phải ăn cướp. Nhưng mà ông là ai? Tại sao ông lại chặn đường của tôi? Ông muốn gì? Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi muốn ông giúp tôi một việc. Tôi sẽ giúp ông tự xuất bản cuốn tiểu thuyết của riêng mình mà không cần phải thông qua tòa soạn tin tức. Nhưng mà lấy gì để tôi tin ông? Với số tiền này, ông nhất định sẽ tin tôi. Khoan đã. Ông muốn tôi làm gì cho ông? Tôi nói trước nha, làm cái gì mà tổn hại đến người khác là tôi không làm đâu á. Tất nhiên là không hại ai. Ông chỉ cần bằng mọi cách làm cho nhà văn Di Long tiếp tục viết cuốc tiểu thuyết Ngôi Miếu Quan Khốc đó. Tại sao nãy giờ ông nói chuyện với tôi mà ông không quay mặt lại? Ông cho tôi thấy mặt ông được không? Ăn cướp! Cướp! Mấy người ta ăn cướp! Ăn cướp! Tôi sẽ liên lạc với ông sau. Còn tất cả những lần sau đều liên hệ qua hộp thư riêng của Bưu Điện. Ông ấy muốn là cậu viết hết tất cả những phần còn lại, và đặc biệt là phần kết của Ngôi Miếu Quan Khốc, xong ông ấy mới đưa tôi tiền.